Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Nhã Phương bật khóc xin lỗi vì đến muộn 2 tiếng trong buổi ra mắt bộ phim đánh dấu sự trở lại. Vào chiều ngày 14 tháng 1, đoàn phim Song Song có buổi ra mắt báo chí tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông báo, sự kiện bắt đầu lúc 13 giờ, nhưng hơn 15 giờ Nhã Phương mới xuất hiện. Đến sự kiện khi chương trình đã bắt đầu và khiến mọi người chờ đợi lâu, Nhã Phương đã cúi đầu gửi lời xin lỗi. Cô khóc nức nở đồng thời giải thích lý do. Tôi xin lỗi khi khiến ekip và mọi người chờ đợi. Có một cảnh quay phát sinh và tôi phải hoàn thành mới tới đây được. Tại sự kiện, cô để lộ vóc dáng mảnh mai gầy gò. Nhã Phương khẳng định cô gầy hơn trước đây nhưng vẫn khỏe mạnh. Mới sinh con xong, động tác đơn giản của yoga tôi cũng không làm được, nhưng tập dần dần sức khỏe tôi ổn định hơn. Mới đây tôi tham gia một cuộc thi chạy 21 km và đã đạt giải thưởng. Đó là điều trước đó tôi chưa bao giờ làm được. Nhã Phương kể trong thời gian quay, đạo diễn và đoàn phim đã hỗ trợ để cô hóa thân cho vai diễn trọn vẹn nhất. Một tháng quay phim ở Đà Lạt là thời gian đáng nhớ, mọi người yêu thương và quan tâm tới tôi như gia đình. Vì thế hôm nay tôi tới muộn, tôi cảm thấy mình rất có lỗi. Bà xã Trường Giang chia sẻ. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của Nhã Phương sau một năm nghỉ diễn. Trong thời gian quay phim, nữ diễn viên đã đưa con gái đến phim trường để tiện chăm sóc. Vừa làm việc vừa chăm con, đôi lúc tôi bị kiệt sức. Có một phần đoạn tôi rất buồn ngủ và xin lỗi cả ekip ngừng quay. Mọi người thông cảm cho hoàn cảnh của tôi. Nhã Phương tiết lộ trong một tháng quay ở Đà Lạt, Trường Giang thỉnh thoảng lên thăm hai mẹ con. Mỗi lần anh Giang tới thăm, anh nấu nhiều món ngon tẩm bổ cho tôi. Anh ấy ủng hộ và động viên tinh thần khi tôi quay lại với nghệ thuật. Đóng cặp với Nhã Phương trong phim là Trương Thế Vinh. Nữ diễn viên cho biết trước đây cô gặp đồng nghiệp nhiều lần nhưng ít nói chuyện. Cô chia sẻ, anh Vinh chơi thân với anh Giang. Mỗi lần gặp nhau, anh Vinh chủ yếu nói chuyện với anh Giang. Tham gia bộ phim này, tôi và anh Vinh mới có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều hơn. Trong khi đó, Trương Thế Vinh cho hay, anh không gặp khó khăn khi vào vai người đàn ông thành đạt, người chồng mẫu mực. Nhờ đóng cùng Song Song, hai anh em hợp tác ăn ý hơn trong dự án phim truyền hình. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.